Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phải biết quan tài để không đổ lệ Ngày 23 tháng 9, blog Gió Bớt trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận Nguyễn Phương Hằng đã đổ lệ vẫn chưa thấy quan tài Tác giả bình luận vụ bà Nguyễn Phương Hằng chửi lộn online bị khởi tố điều tra theo điều 331 là chuyện hiếm hoi trong lịch sử tố tụng của loài người Hồ sơ điều tra bị trả tới lui, quá tam ba bận, cần lên nhắc tới khởi tố bổ sung, cũng hai ba lượt, kéo dài 18 tháng mới đưa ra xét xử. Hình ảnh bài bình luận trên blog Gió Bất. Tác giả mỉa mai, những ca sĩ bị Phương Hằng vạch mặt chỉ tên không được xem là bị hại, mà lừng lững sắm vai người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong tố tụng xứ thiên đường. Vai trò pháp lý này dễ bị chuyển hóa thành vai trò khác. Ai cũng kêu ai oái đòi được làm người bị hại, nhưng tòa thì nhất định không cho. Tác giả nhận xét, người tham gia chửi hàng sáu như nhà báo Hàng Ni, luật sư Đặng Anh Quân, dính chưởng cùng một tội danh 331 cũng là kỳ. Những nhân viên kỹ thuật lại bị tuyên đồng phạm với vai trò giúp sức. Nếu theo logic ấy thì các công ty cung cấp đường truyện và các kênh youtube, các nền tảng xã hội chuyển tải các clip chửi nhau, cũng phải xem là đồng phạm. Trở trêu, người đồng giường chiếu, đồng ngồi livestream với nữ đại gia hàng chục buổi lại thoát tội đồng phạm. Tác giả cho biết, phiên tòa xét xử vụ thường phạm chửi lộn, nhưng kính kẻ long trọng như án an ninh quốc gia. Công an, dân phòng bảo vệ, rào trắng nhiều tầng nhiều lớp, quanh tòa, dần không được vô coi, báo chí tác nghiệp thì qua màn hình. Tác giả chăm chọc, Tuyên tòa thành công rực rỡ khi tái diễn màn chửi mắng, đá xéo, đá đẻo công khai giữa các phe. Sau 18 tháng, bà Hằng thậm chí còn đẩy đà hơn trước, dùng mạo được make up chỉnh chu, thần thái tươi tỉnh, không hề hơm hem mệt mỏi như bao bị cáo khác. Chứng tỏ bà Hằng có chế độ cơm tù đặc biệt, hoặc bà hạp khẩu cơm tù. Trước tòa khẩu khí của bà Hằng dù có hạ nhiệt, phong thái giao búa có giảng lược, nhưng sự cao ngạo chua ngoa thì vẫn còn nguyên. Hình ảnh bà Hằng xin lỗi chính quyền và người bị bà đụng chạm, không rõ có bao gồm những người mà bà vẫn đôi co trước tòa hay không. Tác giả nhạo bán trong nền tố tụng có bình đẳng cao với bình đẳng thấp. Bà Hằng đứng trước tòa đường bệ hiên ngang, góc vạn lần các bị cáo từng là quan chức đầu triều. Không chỉ xem các luật sư của đối thủ như rơm rác mà cả với quan tòa bà Hằng cũng gắt gỏng như mình là người bằng vai phải lứa. Vậy mà tòa cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên người đẹp không được đôi co với luật sư và luôn miệng nhắc tuồn rằng bị cáo được quyền không trả lời. Tác giả ước ao giá mà các bị cáo khác phạm tội theo điều 331 được tòa cho hưởng quyền bình đẳng cao, được quyền không trả lời các câu hỏi thẩm vấn, không bị răng đe là thái độ thiếu hợp tác, thiếu thành khẩn, sẽ là tình tiết tăng nặng thì người dân ở nền tư pháp xứ thiên đường sẽ hạnh phúc biết bao. Tác giả nhận định dù nước mắt đã rơi nhưng qua thái độ trước phiên tòa và nội dung bày tỏ lòng hối hận xin lỗi chính quyền, bà Hằng chưa thấy được cái quan tài là nguyên nhân hệ quả khiến bà phải ngồi tù. Khi ra tòa, bà Hằng không hiểu được vì sao bà không bị xử về tội làm nhục người khác hay vu khống mà lại bị xử theo điều 331. Tác giả phân tích Tòa đã xác định chủ thể mà bà Hằng xâm hại là các quan hệ xã hội lợi ích nhà nước, chứ không phải là 10 người mà bà Hằng đã chửi lộn. Hình ảnh bà Hằng kéo quân về hạch tội cụ Lê Tùng Vân, tiếp tay cho công an tấn công trấn áp, cơ sở tôn giáo thiền am bên bờ vũ trụ. Bà Hằng khai trước tòa, công an nhiều lần mời lên làm việc nhưng không thể nói là bà Hằng phạm luật an ninh mạng. Thậm chí ngay trong cao điểm mùa dịch, bà hằng xuất quân đến thiền am bên bờ vũ trụ hạch tội cụ lê tùng vân quy tụ hàng ngàn người hiếu kỳ đã không bị xử phạt vi phạm 5 k mà bên ngoài còn có công an đức hòa bảo vệ bên trong xe còn có hai đại tá đi cùng tác giả nhận định bà hằng có hai đại công với đảng và nhà nước công thứ nhất khóa kính dòng tiền cứu trợ của xã hội chảy ra cửa tư nhân lùa hết vào túi mặt trận tổ quốc một chủ trương lớn mà đảng nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy nhưng chưa thực hiện được qua vạ miệng từ cái loa phương hằng niềm tin của người dân vào giới và nghệ sĩ những người từ thiện tư nhân sẽ giảm sút đồng thời cũng làm những người tâm huyết phải chùng tay công thứ hai bà hằng đã khuếch đại tối đa làn sóng vu cáo cụ lê tùng vân và thiền am bên bờ vũ trụ để công an long an dễ bề tung đòn dứt điểm khởi tố bắt giam sau mấy năm dài ủ mưu, tìm cớ. Tác giả đánh giá, công lớn nhưng tội cũng không phải nhỏ. Tội lớn nhất của bà là có quá nhiều người hâm mộ. Với chế độ cộng sản thì tiền bạc lợi ích vật chất có thể chia sẻ được, nhưng niềm tin, quyền lực chính trị thì không. Thiên am bên bờ vũ trụ nổi tiếng vì các kênh YouTube đạt nút vàng nút bạc, các chương trình văn nghệ có hàng triệu lượt view lại không đầu phục triều đình giáo hội quốc doanh. Bà Hằng có hàng vạn fan cuồng, hàng triệu lượt view qua các livestream, nhưng lại ngắn não, ảo tưởng về sức mạnh tiền bạc và các mối quan hệ. Án 3 năm là có châm chước cho bà rất nhiều. Cuối cùng, tác giả đưa ra lời khuyên không dành riêng cho bà Hằng, rằng đừng thấy đỏ mà tưởng là chính, phải biết quan tài để không đổ lệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin phải biết quan tài để không đổ lệ. Đài Loan trước âm mưu bị Trung Quốc dội tên lửa. Ngày 22 tháng 9, AFA tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam trước nguy cơ Trung Quốc đe dọa lấy lại Đài Loan của tác giả Chu Khải Nguyên. Tác giả dẫn phát biểu tại phiên khai mạc đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã nói Giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của người Trung Quốc, một vấn đề phải được giải quyết bởi người Trung Quốc, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc không bao giờ cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong vấn đề Đài Loan. Tác giả cho biết, có một số dự đoán về một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm chiếm lại Đài Loan có thể diễn ra vào năm 2027 hoặc 2049. Hình ảnh bài bình luận trên AFI Tuy nhiên, cho tới nay, hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ không xảy ra ít nhất trong 2 năm nữa. Một mặt, Bắc Kinh đã thấy cái giá phải trả của Nga khi xâm lược Ukraine và bị phương Tây trừng phạt. Mặt khác, bản thân Bắc Kinh cũng đang có nhiều vấn đề nội bộ khi nền kinh tế đang có dấu hiệu khủng hoảng, cũng như các cuộc thanh trường nội bộ đang diễn ra khốc liệt mà Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng biến mất một cách bí ẩn là ví dụ rõ nhất. Nhưng theo tác giả, Đài Loan đang gặp một vấn đề rất nan giải liên quan đến nghị quyết 2758 của Liên Hiệp Quốc. Ngày 25 tháng 10 năm 1971, Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết quy định về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế Cộng hòa Trung Hoa trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh đã thực hiện một chiến dịch rầm rộ nhằm diễn giải lại nghị quyết 2758 này dựa trên nguyên tắc một Trung Quốc và truyền bá sai rằng thông qua nghị quyết này các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã đi đến quyết định rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tác giả cho hay Bắc Kinh đã nỗ lực nhằm làm giảm vị thế của Đài Loan tại Liên Hợp Quốc vào những năm 90-2000 cùng thời điểm với quá trình dân chủ hóa của hòn đảo này. Điều này xảy ra bởi vì Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc toàn cầu có ảnh hưởng toàn diện và mạnh mẽ trong hệ thống Liên Hiệp Quốc về phần mình đài loan cũng đang tích cực tìm cách cải thiện vị thế trên trường quốc tế tác giả bình luận những thay đổi lớn trong chính trị quốc tế thời gian qua đã cho thấy điều đáng lo ngại về sự vắng mặt của đài loan trong cộng đồng quốc tế cả về việc nước này bị loại trừ một cách có hệ thống ra khỏi hầu hết các tổ chức quốc tế và quan hệ ngoại giao với các nước lớn hình ảnh một cuộc tập trận của đài loan tác giả nhận xét việt nam quốc gia Đông Nam Á nhưng bị nhiều người phương Tây coi là sân sâu của Trung Quốc vì cái bóng quá lớn của Bắc Kinh ở đây. Nhưng Đài Loan có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và cả chiến lược phát triển của Việt Nam. Khi Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế những năm 1990, Đài Loan là một trong các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam thở đó. Một dấu ấn quan trọng chính là khu Phú Mỹ Hưng sầm uất bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay mà vai trò chính đến từ một công ty của đảng dân tiến đảng cầm quyền ở đài loan hiện nay tác giả phân tích về mặt an ninh nếu trung quốc tấn công đài loan điều này sẽ làm nguy hiểm cho các quốc gia asian liên quan trực tiếp tới tranh chấp biển đông nếu trung quốc chiếm được đài loan thì khả năng sẽ chiếm luôn đảo ba bình hòn đảo lớn nhất ở trường sa và từ đó sẽ tấn công thêm một loạt các thực thể gần đó nên cũng sẽ là mối đe dọa không nhỏ đối với việt nam chưa kể một cuộc xung đột ở eo biển đài loan sẽ khiến nền kinh tế ở châu á gồm cả việt nam sẽ chịu tác động nghiêm trọng về mặt chiến lược phát triển đài loan hiện nay đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái chất bán dẫn và chip trên toàn cầu những sản phẩm chip tiên tiến nhất chỉ được sản xuất ở đài loan việt nam gần đây thể hiện ý định trở thành một địa chỉ quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và chip trên thế giới dưới sự giúp đỡ của mỹ sau chuyến thăm lịch sử của tổng thống biden mới đây nhiều tập đoàn chất bán dẫn và chip của mỹ đã đến việt nam tìm cơ hội đầu tư và sản xuất nếu việt nam thực sự muốn trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về chip và chất bán dẫn thì kinh nghiệm và năng lực sản xuất của đài loan là một bên hợp tác rất quan trọng đối với việt nam tác giả kết luận chính vì vậy việt nam cần phải ủng hộ đài loan trên trường quốc tế không chỉ việt nam mà cộng đồng thế giới cũng cần lên tiếng và ủng hộ đài loan đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm của chúng ta Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin ủng hộ Đài Loan là trách nhiệm và lương tâm của chúng ta quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d